Hi, xin chào cả nhà. Thì hôm nay Lâm sẽ làm một cái clip ngắn để bán 50 chậu mà Dendro Mini hồng sọc này nha các anh chị nha. Đó, cái lô 50 chậu này Lâm tặng thêm 5 chậu nữa, tính ra là 55 chậu. Các anh chị nào mua hết nguyên lô này á thì Lâm sẽ bán hết nguyên lô này luôn ha. Dành cho các anh chị mà mình chốt nguyên lô thì nguyên lô mình có 800 ngàn các anh chị ha. Đó, Lâm bán giá là 800 ngàn. Cây đang đi mầm gốc nè, nó đang mọc mầm gốc, là cây nó rất là chắc nên bây giờ bắt đầu là nó mọc mầm gốc, lên. Nó lúc trước là Lâm bán 24 ngàn một chậu các anh chị. Đó, Lâm xếp từ 10 chậu lúc trước á, nhưng mà giờ còn ít quá, còn lô còn rất là ít luôn, nên Lâm còn cái lô này 50 cây này ha, Lâm bán nốt luôn. Là 50 cây này Lâm tặng thêm 5 cây nữa là 800 ngàn, tính ra một cây có 14 ngàn rưỡi hay nhiêu á, hình như là 14 ngàn rưỡi đó này các anh chị ha. Cây như thế này nè các anh chị. Đó, dành cho các anh chị mình mua về, có thể mình vô cái chậu như thế này nè các anh chị ha. Lâm vô chậu mẫu cho các anh chị một chậu xem nè. Nó mình vô chậu như thế này là lúc mà sắp ra hoa hoặc là ra hoa thì giá thì nó sẽ rất là cao ha các anh chị ha, khoảng 60-70 ngàn một chậu. Cái này mình mua về giống như mình mua cái chậu này ngoài shop đi 60 ngàn, mình về mình cũng bóc ra mình ghép vô gỗ hoặc là vú sữa. Nó là mini á, nó ghép hồng sọc rất là đẹp luôn, hồng sọc rồi trắng sọc rồi màu hồng phấn, hồng phai rất là nhiều, hồng đậm, màu tím nữa các anh chị, màu sọc sọc không à. Đó, cái lô này rất là hay luôn, nên Lâm bán ưu đãi cho các anh chị cái lô cuối ha. Một số lô Lâm còn một số lô nữa nhưng mà Lâm sẽ lựa ra cho các anh chị ha, mình tuyển ra các anh chị một vài lô thôi là hết luôn, hết vườn luôn. Là từ đây tới cuối năm thì Lâm sẽ không nhập cái loại này nữa tại vì đứt hàng luôn rồi các anh chị. Đó, đáng lẽ là Lâm trồng nhưng mà không còn thời gian, Lâm trồng được có vài trăm chậu thôi à, không có nhiều, nên còn một ít này Lâm sẽ bán thanh lý lại cho các anh chị luôn, bán xả hàng cho các anh chị, ưu đãi cho các anh chị ha. Đó, cây như thế này nè các anh chị nha, mầm gốc lên nè, mình ghép đi rất là nhanh luôn. Đó, thì 50 chậu của mình tặng thêm 5 chậu là giá là 800 ngàn các anh chị ha. Đặc biệt nữa đó chính là Lâm sẽ bao ship cho các anh chị luôn. Oh my god, wow, là chỉ thanh toán 800 ngàn thôi các anh chị ha. Rồi, các anh chị đặt hàng thì cứ liên hệ với Lâm qua số điện thoại là 0978 813 282. Đang ở dưới ngay góc này nè các anh chị ha, ngay góc màn hình nè. Rồi các anh chị nếu mà thích thì cho Lâm một nút like hoặc là một nút chia sẻ. Rồi nhớ đăng ký kênh nha các anh chị. Lâm sẽ có những cái lô khác nữa cho các anh chị nha. Rồi, Hoa Lan Thanh Lâm xin chào và hẹn gặp lại.